Rồi, chào mừng các bạn đến với trận bán kết nha, giải 33 tự do tại sân của anh Chính Vũng Tàu. Bên kia Hiếu Cẩm Mỹ có làm chân bàn, Minh Thiện, Trọng Chim và Đăng Mớm. Đối đầu với bên đây là Đức Hội Bài nha mọi người. Điểm 0-0. Đập bóng tốt. Điểm đầu tiên cho Đức Hội Bài. Điểm 1-0. Số 3. Số 4 làm gì đây? Điểm 2-0. Bóng quá tốt. Vẫn con. Số 4. Đập bóng uy lực của Lam, điểm thì cũng ngắn. 1 2. Điểm 1 2. Phát bóng tốt. Số 2. Đập bóng ra ngoài, điểm 2 đều. Thiếu Cẩm Mỹ. Sang bằng tỷ số 2 đều. Bóng tốt. Oh, bóng tốt. Điểm 3-2. Số 4 là đây. Rất đi lưng. Một quả đường chéo quá đẹp của Lâm Văn Bàn. Ba đều. Điểm 3 đều. Oh, bóng tốt. Điểm về cho Đức Hội Bài. 4-3. Số 2. Bóng vẫn còn trung cục. Tiếp tục vào số 2. Không còn tình trạng. Vâng, vẫn là số 4. Và cái giọng đó. Bà dội bông của Lâm chẳng bàn các bạn. Quá tốt cho số 10 Đức Thiện. Phát bóng ra ngoài. Phát bóng tốt của anh Đăng Mớm. Chết luôn. 7-5 nghiêng về cho Hiếu Cẩm Mỹ. Điểm 7-5. Bóng tốt của trường. Điểm 6-7. Phát bóng ra ngoài. Bỏ bóng tốt của Đức Thiện. Tiếp tục là số 10 Đức Thiện mọi người. Quá khó chịu cho chuyện 2 rồi. Bạn 2 cho bạn 2 nha. Đứng hình đó không? Chứ cho bạn chịu đứng không? Đúng rồi. Xử lý tốt của Lam. Điểm được nâng lên 9-7. Trời ơi, sạc bóng quá khó chịu. Phản công. Bóng đập bóng dưới lưới nha mọi người. Phát bóng không qua lưới. Điểm 8-11. Họ bóng tốt của Lam. Điểm 12-8. Bóng trong sân.
điểm 90 ha. Đủ máu kìa. Tiếp tục về cho Hiếu Cẩm Mỹ. Để 10-13. Trời chứ đâu công để bác bóng không qua lưới. Để cái mồm của nó. Đúng rồi. Cũng ngon mấy chị ngon. Tiếp tục là số 10 rồi. Quá hoài luôn á. Cầu thủ ghi điểm chính của đội Đức Mạnh Bài. 15-11. Điểm 11-14. Đập bóng tốt của Lâm kết thúc ván 1. Hiếu Cẩm Mỹ thắng trước ván 1 ở bán kết rồi nha mọi người. Mình tiếp tục quay set 2 luôn nhé. Rồi set 2 nha mọi người. Bán kết 1. Đập bóng tốt của Năng Mắm. Điểm 1-0. Phát bóng ra ngoài. Điểm 1 đều. Tranh chấp bóng tốt của Năng Mắm. Điểm 2-1. Điểm 3-1. Điểm 2-3. Đập bóng uy lực của Lâm Văn Bàn. Điểm 4-2. Điểm về cho Hiếu Cẩm Mỹ 5-2. Lưới ai đây? Lưới trọng chim mọi người. Điểm 3-5. Lưới ai đây? Vậy là lưới tim của Đức Hội Bài mà. Điểm về cho Hiếu Cẩm Mỹ. Có lẽ mà. Có sao không ăn anh ơi. Lại đi. Trời ơi bóng ra ngoài. Bóng ra ngoài. Điểm 7-3 cho Hiếu Cẩm Mỹ. Điểm 7-3. Bảo đi. Bảo đủ mẹ cho nó. Mình chỉ nó căng ra xíu rồi mình có bay cũng được. Đập bóng tốt. Bóng tốt. Điểm đường cũng ngắn 4-7. Đập bóng không qua lưới. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Dội bơm nó từ Lâm Chân Bạc. Bảy tám. Phát bóng ra ngoài. Con. Lỗi chậm lưới của Lam mọi người. Lưới. Số 2. Điểm 18. Điểm 9-10.
bóng lên lại nè. Sân bóng không thành công. Đi kiếm làm ơn cái đầu. Bóng tốt của trường. Nhà nó nhìn ra bắt giữ này. Xử lý các tình thế đến từ vị trí số 4. Bình Minh hả? Đếm 10, 20. Đường đi quá đẹp của trường. Đếm 11, 12. 12 đều. Trận đấu tiếp tục điểm 12 đều. Phát bóng ra ngoài. Điểm 13, 12. Xin thông báo xe của bác tài nào một số 64. Bỏ bóng tốt của trường. 13 đều. Điểm 13 đều. Trời ơi. Em ơi. Trời ơi. Em ơi. Bơm nổ mọi người ơi. Làm chẳng bàn nha. Không không, nhảy về luôn bỏ đi. Điểm 14 13. Một pha xử lý tốt của trường 14 đều. Điểm 14 đều. Bóng chạm tay trắng ra ngoài. Kết thúc ván đấu, team của Hiếu Cẩm Mỹ thắng rồi mười, bước vào chung kết. Và chờ đội còn lại là đội giữa Vitamin C2 và đội của trường Chim Bơm của anh Mười Hòa Bài, để xem có ai vào chung kết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn các bạn lại cái video sau.